Tổng thống Mỹ triệu tập họp các cố vấn an ninh về vấn đề Ukraine, Nga. Khảo sát, ông Trump dẫn trước ông Biden 5 điểm nếu hai người tái tranh cử tổng thống. Bị bài tu trận vì lên tiếng về nhân quyền, ngôi sao bóng rổ các tôi nói, vừa nực cười vừa đáng buồn. Hàn Quốc bắt tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép. Ứng viên Tổng thống Philippines đề xuất liên minh chống lại yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhân sĩ Litva, các công ty Đức ủng hộ Bắc Kinh đang phá hủy thị trường chung của EU. Bắc Kinh, động đất hiếm, virus lây lan và bảy đường cao tốc đóng cửa vì tuyết. Nhật Bản, thủ đô Tokyo mở cơ sở điều trị bệnh nhân không triệu chứng. Bảo Trung kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi mục tin thế giới tối ngày 23 tháng 1 của DKN TV. Thưa quý vị, theo trang tin TASS của Nga, thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc ngày 22 tháng 1 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triệu tập một cuộc họp các giới chức phụ trách an ninh quốc gia trong chính quyền của mình tại trại Davis, tiểu bang Maryland. Trong cuộc họp, giới chức Mỹ đã thảo luận về tình hình Ukraine và sự can dự ngoại giao với Nga. Cụ thể, ông Biden đã được thông báo về hoạt động quân sự đang diễn ra của Nga, vốn được cho là ở các đường biên giới Ukraine. Ông cũng thảo luận các nỗ lực không ngừng để hạ nhiệt tình hình bằng ngoại giao cũng như một loạt các biện pháp răn đe đang được phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác, trong đó bao gồm cung cấp viện trợ an ninh cho Ukraine. Theo thông cáo, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Cố vấn Tổng thống Stephen Richetti trực tiếp tham gia cuộc họp cùng Tổng thống Biden tại trại David, trong khi các quan chức an ninh khác tham gia theo hình thức trực tuyến. Thưa quý vị, theo một cuộc khảo sát của McLaughlin và Associates được thực hiện từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 1. Cựu tổng thống Trump dẫn trước tổng thống Biden 5 điểm phần trăm nếu hai người tái tranh cử vào năm 2024. Cuộc khảo sát cho thấy 49% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi đó 44% ủng hộ tổng thống Biden. Trong số những người nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, 37% cho biết họ chắc chắn sẽ làm, trong khi 35% nói rằng họ chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho ông Biden. Cuộc khảo sát trên được công bố khi tỷ lệ ủng hộ của người dân dành cho ông Biden tiếp tục giảm mạnh. Theo khảo sát của FiveThirtyEight, 53,8% cử tri không ủng hộ Tổng thống Biden và chỉ 41,9% ủng hộ ông. Theo đài BBC, sự ủng hộ của ông Biden giảm là do ông đã không thể xử lý đại dịch Covid như ông hứa khi tranh cử và lạm phát tăng cao. Bị bài tu trận vì lên tiếng về nhân quyền, ngôi sao bóng rổ tôi nói, vừa nực cười vừa đáng buồn. Thưa quý vị, ngôi sao bóng rổ Enes Kanter. Thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA đã bị cấm ở Trung Quốc vì thường xuyên lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc, vi phạm nhân quyền. Gần đây, Kanter phát hiện việc tìm kiếm tên mình trên bài tu không cho ra kết quả. Anh gọi lệnh cấm của Đảng Cộng sản Trung Quốc là nực cười nhưng đáng buồn. Ngôi sao bóng rổ Enes Kanter, người tổ nhĩ kỳ của câu lạc bộ Boston Celtics, đã trở thành thành viên ngôi đền danh vọng Liên đoàn bóng rổ NBA. Sự nghiệp tỏa sáng, danh vọng thăng hoa càng trợ giúp anh lên tiếng chỉ trích chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc về hành vi vi phạm nhân quyền. Anh là một trong số ít vận động viên quốc tế hàng đầu đã thẳng thắn chỉ trích Bắc Kinh. Khi trở thành công dân Hoa Kỳ vào tháng 11, 2021, anh đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc và ông Tập Cận Bình kêu gọi ủng hộ một Tây Tạng tự do, một nước Đài Loan độc lập, kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt đạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và thách thức Tổng thống Joe Biden ngừng bắt tay với những kẻ bắt nạt trước cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Canter đã thuyết vào thứ Sáu 21 tháng 1, kèm theo kết quả tìm kiếm tên của mình trên bài tu. Rất tiếc không có trang nào liên quan đến Ines Canter. Canter nói, Thực sự vừa nực cười vừa đáng buồn, Đảng Cộng sản Trung Quốc là chế độ độc tài thứ hai sau Thổ Nhĩ Kỳ, cố gắng kiểm duyệt tên tôi trên toàn quốc. Tại sao? Bởi vì một người nào đó cuối cùng đã đứng lên chống lại họ và vạch trần Đảng Cộng sản Trung Quốc trước cả thế giới. Thật nực cười, tôi chỉ mới bắt đầu. Trước đó, cựu cầu thủ NBA và hiện là Chủ tịch Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc, Diêu Minh, cho biết trong cuộc họp báo ngày 17 tháng 1 rằng anh muốn mời tơ đến Trung Quốc để Canter có hiểu biết toàn diện hơn về nước này. Ngày 19 tháng 1, Canter đã trả lời trên Twitter rằng Tôi chấp nhận lời mời của Diêu Minh để đến Trung Quốc vào mùa hè này. Tôi không muốn các chuyến đi Trung Quốc xa xỉ và cũng không muốn tuyên truyền quảng bá. Anh sẽ cùng tôi đến thăm các trại tập trung của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Tây Tạng, đến Hồng Kông và Đài Loan. Và tôi muốn đối thoại tự do với bảnh Soái. Hãy nói cho tôi biết Tập Cận Bình có đồng ý hay không. Hàn Quốc bắt tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép Kính thưa quý vị, hãng tin Yonhap ngày 22 tháng 1 đưa tin, tuần duyên Hàn Quốc đã bắt giữ một tàu đánh cá của Trung Quốc vì đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Seoul. Cụ thể, chiếc tàu đánh cá 290 tấn của Trung Quốc chở theo 11 thuyền viên, bị nghi đánh bắt trong vùng biển cách thành phố Seoulipo trên đảo Jeju, 122 km về hướng Tây. Chiếc tàu này bị cáo buộc đánh bắt cá mà không xin phép vào hôm 21 tháng 1. Những thuyền viên bị bắt giữ sẽ được xét nghiệm Covid trước khi bị tuần duyên Hàn Quốc thẩm vấn. Phía Trung Quốc chưa có phản ứng về vụ việc. Các tàu đánh bắt cá của Trung Quốc được phép vào vùng đặc quyền kinh tế ở miền Tây Hàn Quốc để đánh bắt, nhưng với điều kiện phải ghi lại lịch trình hoạt động và đánh bắt trong giới hạn. Trong năm 2021, Hàn Quốc bắt tổng cộng 108 tàu đánh cá của Trung Quốc vi phạm quy định. Trong số này, 23 chiếc bị bắt vì xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế mà không có giấy phép đánh bắt cá trong khi hầu hết các trường hợp còn lại khai báo sản lượng đánh bắt dưới mức thực tế. Thưa quý vị, ứng viên tổng thống Philippines đề xuất lập liên minh chống lại yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong cuộc phỏng vấn với GMA News được phát sóng vào hôm tối thứ bảy, bốn ứng cử viên tranh cử tổng thống ở Philippines đã tiết lộ những chiến lược khác nhau để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông, nhưng họ đều có lập trường cứng rắn với Trung Quốc ở vùng biển chiến lược. Các ứng cử viên tổng thống Philippines tham gia phỏng vấn với GMA gồm Phó tổng thống Lenny Roberto, Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson và Manny Pacquiao và Thị trưởng Manila Ico Monrano đã tham gia phỏng vấn với GMA. Thượng nghị sĩ Ferdinand Marcos, người dẫn đầu trong cuộc khảo sát về ứng viên Tổng thống hồi cuối tháng trước, đã từ chối tham gia phỏng vấn. Bà Roberto nói trong cuộc phỏng vấn rằng, chiến tranh trước tòa nên là đòn bẩy của chúng ta. Bà đề xuất thành lập một liên minh các quốc gia để chống lại việc Trung Quốc quân sự hóa vùng biển đang tranh chấp dựa trên phán quyết năm 2016 của tòa án trọng tài thường trực có trụ sở tại La Hay. Phán quyết của tòa án đã bác bỏ hầu hết các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong khi đó, ông Larson cho rằng Philippines nên tăng cường liên minh với Hoa Kỳ, liên minh châu Âu, Nhật Bản, Úc và các quốc gia có quân đội mạnh khác. Còn ứng viên Pacquiao cho biết Philippines không nên để bị Trung Quốc bắt nạt và nên tìm kiếm thêm các cuộc thảo luận về vấn đề này. Trong khi ứng viên Moreno chỉ ra sự cần thiết phải tăng cường sự hiện diện quân sự của nước này ở Biển Đông. Nghị sĩ Litva nói, các công ty Đức ủng hộ Bắc Kinh đang phá hủy thị trường chung của EU. Kính thưa quý vị, một nghị sĩ Litva nói với Breitbart News rằng, các công ty Đức sát cánh với Trung Quốc đang phá hủy thị trường đơn lẻ của Liên minh châu Âu để ủng hộ hệ thống thương mại lấy Trung Quốc làm trung tâm. Để trả đũa việc Litva cho Đài Loan mở văn phòng đại diện tại thành phố Vilnius với tên gọi là Đài Loan, Trung Quốc đã không chỉ gây khó dễ cho các sản phẩm của Litva mà còn nhắm tới cả các sản phẩm của Liên minh châu Âu được làm bằng bất kỳ thành phần nào của Litva. Các công ty ở Đức đã cố gắng gia tăng áp lực buộc quốc gia Litva phải lùi bước trong cuộc chiến với Bắc Kinh để giành lại lợi nhuận đã mất từ thị trường Trung Quốc. Các công ty xe hơi của Đức đã bị ảnh hưởng đặc biệt bởi các lệnh trừng phạt mà Trung Quốc áp lên Litva. Nhà sản xuất phụ tùng xe hơi của Đức, Continental, đã nói với thủ tướng Litva vào tháng trước rằng tác động tài chính từ việc Trung Quốc áp lệnh cấm đã khiến công ty thiệt hại hàng trăm triệu euro. Đáp lại chiến dịch gây sức ép từ ngành công nghiệp Đức, nghị sĩ Litva Dover Skalener nói với Breitbart rằng nếu các công ty chọn thiết lập dây chuyền sản xuất của họ dựa trên ý chí chính trị của Bắc Kinh thay vì dựa trên các nguyên tắc của thị trường tự do thì chính là đang sống trong hệ thống thương mại lấy Trung Quốc làm trung tâm. Bà Skalener nói, do đó các vị đừng ngây thơ, các công ty đa quốc gia vận động cho lợi ích của Trung Quốc trong chính phủ của họ đang làm suy yếu hiệu quả khả năng phòng thủ tập thể và khả năng ngăn chặn sự cưỡng bức của Bắc Kinh trong tương lai nghị sĩ sakaliner cho rằng cuộc đấu tranh với bắc kinh hiện nay không chỉ đơn thuần là về vấn đề litva nữa bà nói các biện pháp trừng phạt thứ cấp không được công bố nhằm loại trừ hàng hóa liên quan đến litva khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu là một cuộc tấn công nhằm vào thị trường chung của eu vì việc loại trừ các sản phẩm hoặc thành phần của một thành viên có nghĩa là khái niệm thị trường chung bị loại bỏ hơn nữa các hành động của bắc kinh là một cuộc tấn công chống lại các quy tắc thương mại quốc tế vì việc phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu bằng cách loại trừ các thành phần sản xuất của một quốc gia thành viên WTO, vi phạm các tiêu chuẩn của WTO. Nghị sĩ Lipa nói rằng, thông qua những nỗ lực này, chính quyền Trung Quốc đang phá hủy hệ thống thương mại quốc tế đã cho phép nước này trở thành một cường quốc kinh tế thế giới. Thưa quý vị, Bắc Kinh động đất hiếm, virus lây lan và bảy đường cao tốc đóng cửa về tuyết. Khoảng 3 giờ chiều ngày 22 tháng 1, một trận động đất hi hữu đã xảy ra ở Bắc Kinh. Vì chỉ còn 2 tuần nữa là khai mạc Thế vận hội mùa đông. Thế nên làn sóng dịch bệnh mới, động đất và thời tiết khắc nghiệt ở Bắc Kinh đã khiến mọi người lo ngại. Trận động đất hiếm gặp ở Bắc Kinh khiến dư luận lo ngại. Theo mạng lưới địa chấn Trung Quốc, một trận động đất có cường độ 2, độ Richter đã xảy ra tại quận Xương Bình, Bắc Kinh vào lúc 3 giờ 15 phút chiều ngày 22 tháng 1, 2022. Theo giờ Bắc Kinh, với tiêu cự sâu 15,2983 km. Sau trận động đất này, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận trên Weibo Tôi có thể nói rằng tôi cảm nhận được mặc dù ở cách xa tôi 30 km, nhưng tôi cảm thấy có một chút rung chuyển vào buổi chiều. Phản ứng đầu tiên là động đất, phản ứng thứ hai là Bắc Kinh sao lại có thể có động đất. Khoảng 2 giờ 20 phút sáng ngày 23 tháng 1, có một trận động đất ở Bắc Kinh không? Tôi cảm thấy giường đang rung chuyển. Ngay sau trận động đất, tin tức nói là thuận nghĩa. Tại sao lại trở thành xương bình, rốt cuộc thuận nghĩa hay xương bình? Tôi chưa từng nghe nói có động đất ở Bắc Kinh, đây là lần đầu tiên. Điều đáng nói là từ đầu năm đến nay đã xảy ra ít nhất 4 trận động đất từ 5 độ Richter trở lên ở Trung Quốc đại lục và trận động đất lớn nhất là trận mạnh 6,9 độ Richter xảy ra tại huyện Môn Nguyên, châu tự trị Hải Bắc, tỉnh Thanh Hải vào ngày 1 tháng 8. Virus ở Bắc Kinh lây lan rộng. Theo báo cáo của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Bắc Kinh ngày 22 tháng 1, từ 4 giờ chiều ngày 21 tháng 1 đến 4 giờ chiều ngày 22 tháng 1, Bắc Kinh có thêm 9 ca nhiễm mới được xác nhận tại địa phương và 3 trường hợp nhiễm trùng không có triệu chứng. Nhật báo Bắc Kinh đưa tin rằng từ 0 giờ đến 4 giờ chiều ngày 21 tháng 1, có 7 ca nhiễm mới được xác nhận tại địa phương và 5 trường hợp nhiễm không triệu chứng tại địa phương ở Bắc Kinh, tổng cộng là 24 ca nhiễm mới trong hai ngày. Trong web chính thức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Bắc Kinh cũng đề cập rằng, kể từ ngày 15 tháng 1 đã có ít nhất 34 ca nhiễm được xác nhận ở Bắc Kinh, liên quan đến quận Hải Điến, Triều Dương, Phong Đài, Phong Sơn, Đại Hưng và Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ. Không dừng lại ở đó, sau khi CDC Bắc Kinh tiến hành giải trình tự toàn bộ bộ gen, các mẫu bệnh phẩm, người ta đã phát hiện ra nhiều trường hợp thuộc chủng biến thể Delta. Tính đến ngày 22 1, Bắc Kinh có một khu vực có nguy cơ cao, hai khu vực có nguy cơ trung bình. Tuyết rơi tiếp tục cho đến tuần sau, Bắc Kinh đóng cửa 7 đường cao tốc. Ngoài ra, vấn đề tồi tệ hơn là thời tiết ở Bắc Kinh cũng đã thay đổi đáng kể trước tiếng vận hội mùa đông và tuyết rơi dự kiến sẽ tiếp tục vào tuần tới. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 1, mưa tuyết trên diện rộng sẽ xảy ra ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc, khi đó sẽ có tuyết rơi dày ở Cam Túc, Ninh Hạ, Hà Bắc, Thiên Tân. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã đưa ra một phản ứng cấp độ khẩn cấp 4 cấp độ. Bắc Kinh cũng không thể thoát khỏi thảm họa này. Theo cục khí tượng, Bắc Kinh đã xuất hiện trận tuyết đầu tiên vào năm 2022. Tính đến 10 giờ ngày 22 tháng 1, lượng tuyết trung bình trong thành phố là 2,3 mm và trung bình ở khu vực thành thị là 2,9 mm. Lượng tuyết rơi tối đa xảy ra ở cầu Tiểu Đình, quận Hải Điến đạt 4,2 mm. Lượng tuyết rơi tối đa hàng giờ xuất hiện ở làng Lê Minh, quận Đại Hưng và lượng tuyết rơi là 0,9 mm từ 9 giờ đến 10 giờ vào ngày 22 tháng 1. Theo đài phát thanh giao thông Bắc Kinh, do tuyết rơi 7 tuyến đường cao tốc ở Bắc Kinh hiện đang bị đóng cửa. Kính thưa quý vị, trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong gia đình, từ ngày 25 tháng 1, thủ đô Tokyo của Nhật Bản sẽ vận hành một cơ sở điều trị dành riêng cho bệnh nhân mắc Covid-19 không triệu chứng. Cơ sở điều trị có quy mô ban đầu 350 giường được thiết lập tại quảng trường thể thao Tokyo thuộc phường Chiyota, nơi từng được sử dụng trong việc quảng bá Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Cơ sở dự kiến sẽ mở rộng thêm quy mô, nâng tổng số giường bệnh tại đây lên 1.000 nếu nhu cầu sử dụng loại hình này gia tăng trong thời gian tới. Mỗi người điều trị tại đây sẽ có một phòng điều trị, ngoài ra còn được bố trí không gian hoạt động riêng, có kích thước tương đương một bốt điện thoại công cộng, được bố trí các thiết bị thuận lợi cho người sử dụng máy tính cá nhân hoặc máy tính bảng phục vụ cho làm việc từ xa phát biểu tại buổi thị sát công tác chuẩn bị của cơ sở. Vào chiều ngày 23 tháng 1, Thống đốc Tokyo Koike Yoriko cho biết, chính quyền thành phố đang nỗ lực để tạo một không gian riêng cho những người mắc COVID-19 không có triệu chứng, có nguy cơ lây nhiễm cho các thành viên khác trong gia đình, nhất là người già và trẻ em. Theo số liệu thống kê, trong ngày 23 tháng 1, thủ đô Tokyo tiếp tục ghi nhận 9.468 ca, giảm nhẹ so với mức cao kỷ lục là 11.227 ca trước đó một ngày nhưng gấp đôi so với chủ nhật tuần trước. Kính thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Xếp Chat, một mạng xã hội bằng mật và tôn trọng người dùng. Thưa quý vị, mục tin thế giới tối của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.